Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trời đang rất là mưa ở Hà Nội thì chắc là nhiều người cũng biết là đang rất là mưa. Và có những anh chị biết đến em và đã từng đến cửa hàng em, thì đây là một trong những cái địa điểm là chợ Kẻng Vạn Phúc. Thì mọi người có thể qua và tham quan, xem, tìm hiểu thêm về những loại hoa, cây cảnh và rất là nhiều thứ khác. Thì hôm nay em xin phép được giới thiệu một chút. Đây là một cái chợ Kẻng Vạn Phúc và có rất là nhiều nhà vườn, thì người ta làm vườn và người ta căng lưới. Và hôm nay em sẽ giới thiệu đến cái chủ đề chính, đó chính là sử dụng lưới sao cho hợp lý, chứ không phải là dành cho những cái lưới không phải chỉ để che nắng. Mà bởi vì hôm nay là trời nó mưa thì em mới làm được những cái điều này. Thì em sẽ góp ý để em sẽ có những cái kinh nghiệm riêng dành cho về dùng lưới, để các anh chị khi mà sử dụng lưới ấy, thì không bị vấp phải. Và nếu như mà mình cách chăm của mình ấy mà giỏi ấy, mình chăm tốt, điều kiện nào mình cũng có thể trồng được ấy. Ví dụ như em là điều kiện nào em cũng có thể trồng được, bởi vì em có thể trồng sống cây nào mà em cảm thấy là nó có thể sống được thì em sẽ trồng sống được. Còn nếu không, đa phần là nó ảnh hưởng bởi lưới và ảnh hưởng bởi mưa rất là nhiều. Bởi vì em trồng những cái cây đa phần là em trồng ngoài trời tự nhiên, chứ em không trồng trong mái lợp. Mái lợp thì gần như em dùng rất là ít, và cái sự hiệu quả của mái lợp ấy nó có nhiều yếu tố khác. Nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người cách căng lưới chuẩn nhất. Còn với những nhà vườn khác thì cái căng nào thì em cũng không rõ, nhưng đây là cái mà thực tế nhất mà em đã từng thấy và trải nghiệm. Thì đây là một cái vườn bên cạnh đây, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là sử dụng lưới Đài Loan là làm mái vòm nhá. Mái vòm và nó không bị đọng nước. Với cơ bản là bởi vì không biết các anh chị có thể nhìn rõ, có thể nhìn thấy những cái dọc dọc đây này. Những cái dọc cước lưới ấy, nó sẽ ăn theo cái chiều của cái mái vòm lưới Đài Loan ấy. Anh chị nếu mà sử dụng lưới Đài Loan ấy thì sẽ thấy được rằng là cái lưới của nó là cước đi theo chiều này này. Cước đi theo chiều đó và nó rãnh như của sóng tôn ấy. Thì khi mà có làm lưới Đài Loan mà chúng ta cần phải làm theo cái rãnh đó, đấy mới là chuẩn. Đủ. Khi mà nó có nước đây, mọi người cũng gần như là cũng có thể nhìn thấy cái sự Đây này cái độ thẳng này này. Đấy, đấy là sự đọng nước của nó. Sự đọng nước của nó thì nó sẽ trôi đi. Nó sẽ trôi đi chứ nó không bị đọng nước. Đấy là nếu như anh chị mà sử dụng lưới Đài Loan ấy thì phải căng lưới kiểu đó thì nó mới hiệu quả. Còn đây là cái lưới Đài Loan mà anh chị căng ngang này, căng bằng này, sử dụng trong máy bằng này, thì đấy là nó bị đọng nước ở trên, đọng nước ở trên mặt này, thì nó sẽ làm dính một cái giọt danh ở dưới. Giọt danh ở dưới thì là cái nước nó sẽ rơi, kiểu giọt danh ấy, thì nó sẽ rơi vào ngọn thì sẽ làm dập lá hoặc là bị ảnh hưởng cây, nó cây sẽ bị chết hoặc là bị dập hoặc là bị tổn thương, thì nó sẽ làm cho cái cây nó bị ảnh hưởng, và khi mà ngấm nước mưa vào rồi thì nó sẽ rất là dễ sinh bệnh. Còn riêng lưới Đài Loan mà anh chị làm kiểu này này thì anh chị có thể thấy không, nước nó trôi hết, nước nó rơi xuống là nó trôi hết, nó trôi và nó tan hết đi chứ nó không bị đọng như trên mái bằng này. Đây là nói về lưới Đài Loan. Mái bằng này thì nó sẽ bị đọng nước và nó sẽ thành một cái giọt danh ở dưới, nó sẽ có điểm võng nhất là sẽ là giọt danh. Và không, và đây là cái mái bằng thực tế, còn đây là mái vòm, mọi người thấy không ạ? Thì lưới Đài Loan này sinh ra là để làm mái vòm chứ không phải là để làm mái bằng này thì chỉ che nắng thôi. Còn che mưa được vừa là cả nắng vừa là cả mưa ấy thì cần phải làm mái vòm này các anh chị ạ. Mái vòm này là đủ tiêu chuẩn để làm cho lưới Đài Loan, bởi lưới Đài Loan là nó giật kim, là lưới Đài Loan. Thì cái lưới Thái ấy, thì nó sinh ra thì ở đây cũng có một cái vườn nhưng mà khá xa. Thì đây là lưới Đài Loan này, mọi người cứ dùng để căng mái vòm nhá. Nhưng mà căng theo nhớ là mọi người nhìn đây này, nhìn cái rãnh dọc này đấy, cái rãnh của nó, mọi người sờ là mọi người sẽ biết cái rãnh của nó. Thì nó chiều này là chiều nước sẽ trôi xuống, nước trôi từ đây xuống và xuống đây bởi mái vòm mà. Nước sẽ trôi đi và nó không bị đọng trên mặt, thì nó sẽ ở dưới, nó sẽ không giọt danh và sẽ giúp cái cây nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi nước. Nước nó rơi vào cây thì nó sẽ rơi nhiều và nó sẽ bị chết hoặc là bị dập hoặc bị, đại loại là nó sẽ bị ảnh hưởng từ nước mưa, bởi vì mưa sẽ rất là lâu. Như Hà Nội bây giờ đang mưa dầm từ hôm qua đến giờ rồi, từ tối qua. Còn đây là mái bằng thì có những cái điểm nó sẽ dồn về những cái điểm trũng. Cái điểm trũng như ở giữa đây mọi người có thể thấy không ạ? Ở giữa đây là điểm trũng này. Còn đây là những điểm nó lồi lên, hoặc là nó được lồi lên bởi những cái móc. Móc treo thì nó sẽ làm lồi lên.
những điểm lồi lên này của nó thì rất là thoáng. Đây mọi người thấy không ạ? Nó sẽ đi hết nước. Còn làm Đài Loan làm ngang nó sẽ bít như này, và nó sẽ dồn về những cái góc này, trũng. Đấy, đây là nói về Đài Loan. Còn đây anh chị nhìn mái vòm này trong suốt luôn, trong suốt xuống tận dưới đúng không ạ? Đây là hai cái mái gần nhau. Là chúng ta nên phải căng lưới Đài Loan là phải căng theo vòm, chứ nếu mà căng mái ngang này là mọi người chăm sóc là nó sẽ khó hơn. Thì đây là một cái chợ này nó rất là lộn xộn. Đấy, thì nói về lưới Đài Loan thì bây giờ em sẽ nói đến lưới Thái. Lưới Thái mà căng mái vòm ấy thì ở đây thì nó gần như là không có, không có nhiều. Nhưng chỗ kia là xa xa là có một cái mái chéo. Mọi người thấy không ạ? Đây là cái mái chéo này. Mái chéo mà căng lưới Thái này ấy, thì cái khả năng thoát nước của nó khác. Nó không thoát nước theo cái chiều cước xanh như đâu. Nó thoát nước theo cái chiều cước dọc cơ. À, cước ngang cơ, chứ không phải theo chiều cước xanh. Thế nên là ở trên nếu là mái vòm mà dùng lưới Thái như thế kia thì nó có, vẫn có khả năng bị đọng nước. Nhưng nếu mà căng phẳng ra và căng ngược lại ấy, căng cái chiều như cái chiều này lại, mọi người đang nhìn thấy ở đây đó. À, nó là chiều dọc này. Căng lưới là theo cái chiều ngang của mái vòm thì nó sẽ bị đọng nước. Còn căng lưới theo chiều dọc mái vòm thì ok, nó sẽ thoát nước hơn. Còn chủ yếu lưới Thái sinh ra là để căng mái bằng là chuẩn nhất. Căng mái bằng ấy thì nó sẽ đỡ bị đọng nước. Căng mái bằng thì rơi xuống thì gần như nó tan hết. Còn lưới Thái thì không nên căng mái vòm. Bởi vì căng mái vòm như là xa xa thì nó có mỗi cái nhà đấy thôi. Còn đâu đa phần là mái bằng. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Bên cạnh đây có một cái vườn là cũng căng lưới Đài Loan này. Lưới Đài Loan này thì nó đọng nước mọi người thấy không? Rất là nhiều. Còn ở dưới là lưới Thái, xung quanh là lưới Thái. Nhưng lưới Thái mà căng mái bằng ấy thì nó sẽ thoát nước hết. Lưới Thái thì ở xa xa đằng kia nó có một góc này. Lưới Thái đa phần nó sẽ thoát nước hết. Như kinh nghiệm của em đó chính là lưới Thái là chúng ta là cứ căng mái bằng thôi. Còn lưới Đài thì là căng mái vòm. Đấy mọi người nhìn đây, đây là một cái vườn lan bên cạnh này. Căng lưới Đài Loan nhưng mà người ta sử dụng sai. Người ta chưa hiểu được về nguyên lý của cái lưới. Không phải là chỉ để che nắng đâu. Nó còn sử dụng là cản mưa đó. Đài Loan nó sinh ra là như vậy. Đây mọi người nhìn thấy đây là một cái mái đọng nước này. Mái vòm mà thoát hết nước này mày ạ. Như này cơ mà. Nhìn tận xuống dưới luôn đúng không ạ? Còn mái lưới Thái ấy, thì lưới Thái thì ở đằng kia là người ta đều dưới là lợp mái nhựa nên là rất là khó nhìn. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy một số cái góc nhỏ nhỏ kìa. Người ta căng mái bằng ấy thì là nó không bị đọng nước đâu. Lưới Thái căng mái bằng mà buộc căng ra là nó không đọng nước. Còn mái chéo như cái góc gần ngay đây thì mọi người thấy là nó sẽ đọng nước rất là nhiều. Nói chung trời mưa quá. Trời mưa quá. Mà cái vấn đề là sự cản nước của nó ấy, thì lưới Thái thì nó khi mà nó rơi làm mái bằng mà căng phẳng ra ấy, thì nó sẽ đỡ bị đọng, nó không bị đọng nước đâu. Còn mái vòm thì mọi người nên căng lưới Đài Loan, mái bằng căng lưới Thái. Đấy là cái sự hiệu quả của nó, là nó ảnh hưởng bởi cả thời tiết mưa mà người ta nghiên cứu là đã làm như vậy rồi. Nhưng mà nhiều anh chị là vẫn bị làm sai ở cái vấn đề căng lưới. Thì về cơ bản là chúng ta phải xem xét lại. Em nghĩ là cái việc nếu mà mọi người đều sử dụng lưới Đài Loan thì nên căng theo mái vòm như này, chứ đừng căng mái bằng cái này. Căng mái bằng cái này thì nó cũng được thôi, chả sao cả. Nhưng mà cái là chúng ta chăm nó sẽ vất vả hơn. Bởi vì những cái cây mà dính điểm giò danh ấy thì nó sẽ rất là dễ mà bị nước nó làm cho tổn thương cây và sẽ làm cái cây nó bị bệnh hoặc là bị chết. Đấy thì là một số cái những cái kiến thức mà em biết về lưới. Là lưới Đài Loan là căng mái vòm nhưng mà theo chiều cước, không căng mái bằng. Căng mái bằng nó đọng nước này, mọi người thấy không ạ? Và lưới Thái thì là mọi người căng mái bằng nhưng mà nhớ là phải kéo phẳng, còn không nên làm mái vòm. Nếu lưới Thái mà làm mái vòm ấy thì phải ăn theo chiều dọc của vườn thì cái mái vòm thì nó mới hiệu quả, bởi vì nước sẽ trôi theo chiều ngang. Còn không thì tốt nhất là nên sử dụng lưới Đài Loan theo mái vòm là hợp lý. Đây mọi người thấy là sự so sánh khác nhau luôn đúng không ạ? Thì là một số cái kinh nghiệm của em thì mọi người nên chọn lưới ở trên gác thì nên chọn lưới mà người ta ghi là 80%. Và những cái tầng 1 thì nên 60-70% tùy phụ thuộc vào cái địa điểm nhà mình có cây bóng mát che hay không. Nếu không thì mình cũng có thể là nếu không có cây bóng mát gì thì mình cứ sử dụng lưới 80% dành cho những cái khu đô thị, những cái khu mà nắng nóng
Chứ còn nếu mà vùng miền quê thì chỉ dùng lưới 70 thôi, bởi vì vùng quê khí hậu nó đã mát hơn rất là nhiều rồi. Còn cái cách căng thì sẽ như nhau. Cách căng thì không nên căng lưới Đài Loan máy bằng cái này. Không nên căng máy bằng, bởi vì đây xa xa mọi người thấy nó đọng nước ghê đấy kia cơ mà. Đọng nước lắm. Thế nên là mọi người cần phải chú ý lại. Đấy. Mọi người thấy không ạ? Đây là sự khác biệt hai máy cạnh nhau, sự khác biệt luôn. Trời mưa. Thì đấy là một cái mà em cảm thấy là có nhiều anh chị vẫn chưa thực sự là căng chuẩn. Thì và mọi người nên xem xét lại để căng làm sao cho nó hợp lý, tránh cái điểm giọt danh và sử dụng hiệu quả nhất của cái lưới. Bởi vì giá trị của cái lưới nó sinh ra không phải là chỉ để che nắng mà còn che mưa nữa. Thì để chúng ta có thể hiểu và nhận biết được. Bên trái đây là máy vòm, mọi người thấy không, nhìn thấy tận dưới luôn, nhìn thấy tận máy ni lông. Mà máy ni lông cách 1 mét. Còn bên này không nhìn thấy gì luôn, bởi vì đọng nước. Đấy. Cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em xin phép đi xuống ở đây, không có mưa lắm. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả các anh chị.